Những ngày qua, các trận động đất liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã gây không ít khó khăn cho cuộc sống của người dân vùng lân cận. Trước tình hình trên, thì huyện Bắc Trà My đã đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ thêm 24 tháng lương thực cho hơn 2.350 người dân thuộc vùng tái định cư. Đây là ngôi nhà của gia đình chị Hồ Thị Lan ở thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau 3 trận động đất liên tiếp xảy ra sáng ngày 18 tháng 9, lo sợ ngôi nhà có thể bị sập đổ bất cứ lúc nào, gia đình chị Lan đã phải xây dựng thêm một căn lều làm bằng gỗ nứa như thế này. Trước khi chuyển về sinh sống ở khu tái định cư, người dân được hứa hẹn sẽ có nhiều đất để sản xuất. Thế nhưng trên thực tế, thiếu đất sản xuất đã đành, nước sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng vô cùng khan hiếm. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chồng chất. Phải qua cái chỗ cũ mình kia mình làm ăn, rồi làm ăn rồi tiêu lúa tiêu bắp nè, rồi tiêu rau lang nè, chỗ sắn nè, mình có xe có ở đâu mà xăng nhân không có, cứ làm xong mình ai mà có cứ đi xin một nghìn hai nghìn đi. Về mặt cơ chế phối hợp thì địa phương chỉ là người là được cái là mời tham gia để mà khi mà xem xét cho là tiếp nhận công trình để mà đưa vào sử dụng, mà chúng tôi cũng chưa được nghe các cái đơn vị của chủ đầu tư này người ta thông tin là có tính tới cái yếu tố là động đất. Chỉ tính từ ngày 3 tháng 9 đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã xảy ra hơn 20 trận động đất, làm nứt nhiều nhà dân, trường học. Đã có ít nhất 17 nhà dân và 3 trụ sở công bị hư hỏng, gãy trụ đỡ do động đất gây ra. Bên cạnh việc xử lý dứt điểm sự cố thấm qua khe nhiệt bên trong thân đập chính thủy điện sông Chanh 2, đây có lẽ là khiếm khuyết lớn thứ hai mà đơn vị đầu tư phải tập trung khắc phục để ổn định đời sống của người dân nơi đây. Theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều năm qua tại vùng biển của tỉnh đã xuất hiện nhiều tàu thuyền kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc với chất lượng không đảm bảo. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để ngăn chặn nạn kinh doanh xăng dầu trái phép tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ này. Cảnh mua bán xăng dầu trôi nổi như thế này thường xuyên diễn ra vào các buổi sáng sớm trên vịnh Bái Tử Long thuộc địa phận thành phố Cẩm Phả. Bất kể thời tiết nắng, mưa, những chiếc thuyền nan, tàu máy chở hàng chục can đựng xăng, dầu di chuyển ngang dọc trên biển, cập bất kỳ tàu đánh cá nào đang neo đậu để bán. Xăng dầu được sang tải trên biển đã khiến vùng vịnh bị ô nhiễm. Nhiều vết dầu, xăng loang lổ trên mặt nước vịnh Bái Tử Long. Trong khi đó, cũng chẳng có khách hàng nào biết nguồn gốc, chất lượng xăng dầu này có đảm bảo tiêu chuẩn hay không. Chất lượng dầu, xăng dầu cảm thấy chạy đi đánh bắt xa bờ như thế thì có bị trục trặc gì không? Không. Không à? Ổn à? Vẫn ổn. Xăng dầu thì họ mua ở đâu? Ở đây đấy, đâu? Em biết không biết được. Không thể biết được. Theo ước tính, có khoảng hơn chục thuyền nan, tàu máy bán xăng dầu trôi nổi trên vịnh Bái Tử Long. Chủ tàu mua xăng dầu trôi nổi trên biển, một phần vì giá rẻ hơn so với trên đất liền, phần vì tiện không phải di chuyển xa. Đây à? Ô, dầu đây à? Vâng. Rẻ hơn trên bờ hay đắt hơn như nào không? Cái này thì không biết được, thì mình cứ đi làm nghề thì người ta bán thì mình mua, còn thấy bảo đài xuống giá thì người ta cũng lại xuống giá cho mình. Đi làm bây giờ đêm đi làm nó lại sáng này còn mà để mà đi mua dầu nó thì không đi được, về người ta đến người ta đổ thôi. Chứ còn mình thì đi mua bây giờ lại còn phải chạy vào mua, hay là đi chèo vào mua thì không vào được. Cách đó không xa, một số doanh nghiệp đã đầu tư tiền tỷ xây dựng điểm bán xăng dầu an toàn, đạt chuẩn trên biển, song vẫn không làm thay đổi thói quen mua xăng trôi nổi của một số chủ tàu đánh bắt cá. Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, đầu tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên biển. Đoàn sẽ kiểm tra thủ tục pháp lý của thương nhân kinh doanh xăng dầu trên biển, địa điểm neo đậu của các phương tiện kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch, hợp đồng mua bán xăng dầu năm 2012, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, công tác phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Nếu phát hiện vi phạm, các ngành chức năng địa phương liên quan căn cứ thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền, đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý theo quy định.
Ngày 18 tháng 9, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại Liên minh châu Âu EU, bà Catherine Ashton đã có cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili để thảo luận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa đại diện của Iran và nhóm P5+1, gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức kể từ sau cuộc hội đàm tại Moscow hồi tháng 6 vừa qua. Cuộc hội đàm diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều ngày 18 tháng 9. Đại diện cấp cao của EU cho biết cuộc hội đàm mang tính xây dựng là cơ hội để phương Tây một lần nữa thúc giục Tehran nhanh chóng có những bước tiến trong vấn đề hạt nhân. Theo kế hoạch, bà Ashton sẽ tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao nhóm P5+1 vào ngày 24 tháng 9 tới để đánh giá tình hình hiện nay và thảo luận bước đi tiếp theo. Lâu nay, Mỹ và phương Tây nghi ngờ Iran đang bí mật triển khai chương trình vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một dự án hạt nhân dân sự. Đáp lại, Iran bác bỏ mọi cáo buộc này và khẳng định rằng nước này phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình. Kể từ tháng 4 tới nay, ba cuộc đàm phán chính thức giữa nhóm P5+1 và Iran đều không đem lại nhiều kết quả. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng cả Tehran lẫn các cường quốc phương Tây đều không muốn phá hoại các vòng đàm phán do lo ngại động thái này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton khẳng định Washington đang triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm đảm bảo an ninh cho tất cả các nhân viên ngoại giao của nước này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống Mỹ đang lan rộng trong cộng đồng Hồi giáo để phản đối bộ phim được cho là phỉ báng đạo Hồi. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang giúp đỡ giới chức Libya điều tra về cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya, Chris Steven, và ba nhân viên ngoại giao trong vụ người biểu tình tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi hôm 11 tháng 9. Chúng tôi đang thực thi các biện pháp mạnh nhằm bảo vệ nhân viên của mình tại các đại sứ quán và lãnh sự quán trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Libya nhằm đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý. Hiện nay, lực lượng FBI của chúng tôi đang có mặt tại Tripoli để hợp tác điều tra với giới chức Libya. Đối với chúng tôi, không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn cho đại diện của chúng tôi trên khắp thế giới. Trong khi đó, làn sóng biểu tình chống Mỹ tiếp tục lan rộng tại khắp các châu lục và đặc biệt là có chiều hướng gia tăng các vụ bạo lực. Tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, các cuộc biểu tình chống Mỹ đã bước sang ngày thứ hai. Cảnh sát Indonesia cho biết đã bắt giữ khoảng 400 người biểu tình mang theo các vật liệu nguy hiểm như chai xăng và súng bắn đạn cao su. Trước đó, các cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta trong ngày 17 tháng 9 đã biến thành bạo lực khi người biểu tình ném đá và bom xăng vào các nhân viên an ninh, làm 11 sĩ quan cảnh sát bị thương. Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan cũng thông báo đóng cửa vào trưa 18 tháng 9 và đưa một số nhân viên về nước nhằm đối phó với kế hoạch biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi tại đây. Trong khi đó, ngày 18 tháng 9, Ả Rập Xê Út đã dọa sẽ đóng cửa trang web chia sẻ hình ảnh YouTube tại nước này do lưu hành bộ phim phỉ báng đạo Hồi. Trước đó, Afghanistan, Pakistan và Bangladesh đã chặn truy cập vào YouTube tại nước này, còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Yemen đã cấm truy cập vào tất cả các website có đăng tải bộ phim nói trên. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Colombia, ngày 18 tháng 9, Tổng thống đắc cử Mexico Enrique Peña Nieto đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Juan Manuel Santos tại thủ đô Bogota. Lãnh đạo hai nước đã cam kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Colombia nhấn mạnh hợp tác khu vực đóng góp một phần không nhỏ đối với thành công trong cuộc chiến chống tội phạm của Colombia và Mexico. Chúng tôi đã bàn thảo về những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác trên mặt trận này. Các nhóm tội phạm có tổ chức thường sẽ phát triển thành những tội phạm xuyên quốc gia. Vì vậy, sự hợp tác giữa các nước là cần thiết và phải được đẩy mạnh trong cuộc chiến chung này. Về phía mình, Tổng thống đắc cử Peña Nieto nhấn mạnh Mexico hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Colombia trong cuộc chiến chống tội phạm. Ông Nieto khẳng định Mexico cũng quyết tâm theo đuổi cuộc chiến này theo cách của riêng mình. Mexico có những mục tiêu rõ ràng và tôi, với tư cách là Tổng thống, đã cam kết rằng sẽ nỗ lực vì hòa bình và ổn định cho người dân và đất nước Mexico. Trước đó, Tổng thống mới đắc cử của Mexico đã từng cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tội phạm do người tiền nhiệm Felipe Calderón khởi xướng, chi gấp đôi ngân sách an ninh, mở rộng lực lượng vũ trang liên bang và truy quét mạnh các dòng tiền bẩn. Ông Peña Nieto sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 tới đây.
Colombia là một trong những điểm dừng chân của Tổng thống Nieto trong chuyến công du chính thức đầu tiên kể từ khi chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống được Tòa án Mexico chấp nhận. Sau Colombia, ông Nieto sẽ tới Brazil, Argentina, Peru và Chile. Tiếp theo là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 18 tháng 9, công nhân mỏ bạch kim Marikana của Nam Phi đã quyết định kết thúc cuộc đình công kéo dài gần 6 tuần qua sau khi ban lãnh đạo công ty Lonmin cam kết nâng lương 22% cho thợ mỏ. Đây là kết quả của nhiều vòng thương lượng gay gắt giữa các công nhân và chủ khu mỏ. Các công nhân đã nhất trí quay lại mỏ làm việc từ ngày 20 tháng 9. Việc lương sẽ tăng 22% được coi là thắng lợi lớn đối với các công nhân mỏ Marikana, vì đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Cùng ngày, tại Mexico, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một nhà máy khí đốt đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Được biết, nhà máy khí đốt này thuộc tập đoàn năng lượng Pemex của Mexico. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 10 giờ 45 phút theo giờ địa phương, là vụ tai nạn thứ ba tại một cơ sở của Pemex trong vòng chỉ hơn một tháng. Hiện Pemex đã cho đóng đường ống dẫn khí đốt ở cơ sở này. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại Pakistan, cùng ngày 18 tháng 9 đã xảy ra một loạt các vụ đánh bom tại nhiều thành phố gây thương vong. Tại thành phố Mastung, thủ phủ tỉnh Balochistan, phía tây nam Pakistan, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương khi kẻ đánh bom liều chết lao xe vào một chiếc xe khách chở hơn 20 người Hồi giáo hành hương. Còn tại thành phố Karachi, ở miền nam Pakistan, hai quả bom phát nổ gần như đồng thời ở khu buôn bán sầm uất Haideri, làm ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và một phụ nữ, và 25 người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết, hai vụ đánh bom xảy ra cách nhau chỉ khoảng 2 phút, vào đúng giờ cao điểm mua sắm, khi có rất đông người đang có mặt tại khu chợ này. Bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn đến đây xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.